Chúc các bạn là một quả cầu làm từ đá thanh nguyên khối màu hồng và được gia chủ lấy của anh em là sản Tứ Nguyên mang về để trang trọng, để ngay một nguyên một bộ salon và để nguyên một chiếc ghế để dành cho quả cầu. Quả cầu một vị trí khá trang nghiêm. Đây là một căn chung cư khá là rộng, được gia chủ trang trí khá là đẹp và sử dụng tông đá Thái Anh để tạo năng lượng dương. Quả cầu khi các cô bác để ngay phòng khách thì sẽ tạo ra năng lượng dương cho ngôi nhà của mình. Và cử các tia xạ những thiết bị như TV hay điện thoại để phát ra thì quả cầu này sẽ được hút và giải trừ đi. Và trừ đi quá thật trợ. Quả cầu đấy anh, là một quả cầu không có hình, cầu không có điểm đầu và không có điểm kết thúc. Theo phong thủy, quả cầu khá là tốt, có thể tránh xung khí, xung sát. Một góc khá là đẹp các bạn. Được gia chủ decor một căn chung cư khá đẹp. Các bạn nhé, một tín đồ của anh em sản Tứ Nguyên. Và hôm sau anh em nhà sản Tứ Nguyên sẽ nói về trụ đá thanh để trong phòng khách. Anh em sản Tứ Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.